Ai ai cũng có những khoảnh khắc thanh xuân thật đẹp. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nhớ biết bao tiếng cười ngây thơ trong sáng tuổi học trò. Và tôi cũng vậy. Cho đến khi người đó xuất hiện, cô giáo tôi, cô Mây. Này, ngồi trong lớp học, nhìn nhau cái gì, yêu nhau à? Lên vào phòng học tôi, nghe chưa? Em xin lỗi cô ạ. Quay trở về thực tại, giờ đây tôi đã là một chàng trai trưởng thành ngon dai hơn và có quãng thời gian trong mơ khi lên đại học. Alo, đây. Gì đây, khổ quá. Này, thế 20 tháng 11 có về nhà thăm cô không? Cô cũng có Mây ấy. Đông đứa đi không? Đông, cả lớp đi mà nói chung là cô quý mày lắm. Nhanh lên, đi nhé. 20 tháng 11, cô Mây. Được rồi. Nói chuyện rồi nha. Rồi. Ê, đông đủ không? Cả lớp là thấy không? Có tụi mày học lớp. À thì đấy, thế này là đông rồi. Đông kia. Đông quay phim. Ê, chào cô, giờ cô làm gì đây? Cô nói chung là hôm nay bọn em đến đây ấy, là để bọn em để chúc mừng sinh nhật à, chúc mừng 20 tháng 11. Em này đại diện cho cả lớp mình với lại Hải Sơn với lại cái ông đây, ông này ông đang quay phim. Cô được hello mấy cơ. Chung là chúc cô ngày 20 tháng 11 là vui vẻ đấy. Không vui vẻ. À ok. Với cả nhà vệ sinh nhà cô ở đâu cô nhỉ? Nhà kia kìa. Để quên luôn nhá. Nhớ xả nước ấy. Vâng. Sơn à? Vâng. Thế dạo này em làm gì rồi? Em học năm nhất. Em đi làm thêm một số công việc như kiểu là reviewer cho một kênh công nghệ về điện thoại di động. 21 tuổi đầu vẫn còn sinh viên năm nhất à em? Rồi học với trả hành. À thôi. Cô mới mua cái điện thoại này, thế bây giờ mình phân tích nó như một tác phẩm. À, nhầm như một cái điện thoại xem nào. Cầm. 60 giây bắt đầu. Tập trung nào. Vâng ạ. Thế nào, 20 tuổi đầu thôi đi kiểm tra miệng. Cái gì? À không, đây, bắt đầu ạ. Bắt đầu. Samsung Galaxy Z6 Plus với bộ đôi camera kép giúp xóa phông chuyên nghiệp, chinh phục bóng tối, màn hình tràn viên HD Plus 6 inch ấn tượng, bảo mật an toàn và tối ưu với cảm biến vân tay ở phía cạnh bên. Ngoài ra, khi đến bước Shopee mua, bạn sẽ được tặng thêm voucher lên đến 500.000 trong dịp 11 tháng 11. Khá lắm Sơn ạ, em đã trưởng thành thật rồi. Thực ra thì trong cái lúc mà cô dạy lớp em, cô em hiểu mà, em biết chứ. Thực ra nhớ về hồi đó, cô quát mắng bọn em, nước bọt bắn ra như nước suối, đập bàn đập ghế. Nhưng em biết là cô không hề muốn như thế, chỉ vì cô bị ngẫy nên cô còn nói to hơn bình thường một chút thôi. Em biết mà. Chính vì vậy ngày hôm nay, nhân dịp ngày 11 tháng 11 Shopee sale 20 tháng 11 và Shopee sale 11 tháng 11 em có tặng cô một cái loa an cơ. Ôi. Để giúp cô nghe rõ hơn. Sơn. Cô Sơn. Loa Bluetooth chống nước an cơ Soundcore Sport 3W với chất âm trong trẻo, âm thanh chất lượng, rõ nét thông qua trình điều khiển âm thanh với chất lượng 3W và siêu trầm. Ngoài ra thì với công nghệ PX7 cũng sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng dưới nước 1m và khoảng thời gian 30 phút và thậm chí có thể hoạt động cả môi trường có bụi và cát. Ai đọc khóc? Từ từ đấy chứ. Em nhớ, hồi đấy cô kiểm tra miệng của em rất nhiều. Lên trả bài. Trần Hải. Nè, đọc 4 câu thơ đầu bài chuyện kiều này. Vua Nam ở Diên à? Nhưng em hiểu
là bởi vì cô không nhớ bài cũ nên cô muốn kiểm tra của em đúng không? Em biết mà, chính vì vậy em quyết định tặng cô chiếc thẻ nhớ này. Thẻ nhớ như tác 32GB class 10, chống thấm, chống từ tính, chống nhiệt cao, chống tia X. Và đặc biệt, đây là thẻ nhớ chính hãng, bảo hành lên đến 5 năm. Ngoài ra, còn sở hữu tốc độ cực nhanh lên đến 80MB trên giây. Nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần sau giờ học, bọn em thường trốn đi chơi điện tử và bị cô ganh khi đang combat. Thế nhưng, em biết không phải là vì cô muốn ganh, mà là vì nhà cô chỉ có màn hình mà không có bàn phím. Chính vì vậy, em đã quyết định tặng cô bàn phím cơ DU-DK880 LED RGB. À, bàn phím này với trang bị bàn phím D-Switch cơ học, LED LED RGB 16,8 triệu màu, độ bền lên đến 20 triệu lần nhấn. Sao là bây giờ cô khóc được chứ? Được rồi cô. Ôm cô một cái là học trò cưng của cô. Thế nên là ấy, những bạn nào mà muốn mua sản phẩm sale cực kỳ khủng như mình để tặng cho các thầy cô giáo vào ngày 20/1 thì đừng quên là các bạn có thể mua cũng như là săn những sản phẩm sale công nghệ cực đã của chuỗi sự kiện sale 11/11 của Shopee nhá. Các bạn chỉ cần mở Shopee, bấm vào icon siêu thị điện tử, theo dõi các banner tại sự kiện 11/11 phía dưới. Các sản phẩm có giá tốt nhất sẽ hiện ở khu vực Early Deals mỗi ngày. Hãy bấm Remind để không bỏ lỡ bất kỳ điều nào nha. Và đặc biệt thì các bạn đừng bỏ qua phần thợ săn voucher để có những voucher giảm giá ưu đãi nhất cho những sản phẩm khi có ý định mua nhá. Ngoài ra thì ngay phía đầu giao diện của Shopee cũng sẽ có rất nhiều những chương trình trả góp 0% áp dụng cho một số những sản phẩm có giá từ 3 triệu đổ lên. Không chỉ vậy thì Shopee 4 giờ giao hàng nội tỉnh chỉ trong 4 giờ áp dụng với các sản phẩm có trong list, hỗ trợ lắp ráp điện máy tại nhà. Tóm lại thì các bạn cứ nhớ rằng là tất cả những cái voucher nào hot nhất, những cái sale nào hot nhất thì sẽ được Shopee ghim ở phía bên trên đầu web vào ngày 11/11 này. Thế nên là nếu anh em nào mà có ý định mua thì mình sẽ để được link ở phía bên dưới nhá. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Mình uống nước chè với cô mấy tiếp đây.